Chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ đến với thông tin tình hình chiều hôm nay ngày 24 tháng 8. Thì ông Phan Văn Mãi làm chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh. Thì ông Phan Văn Mãi 48 tuổi, phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Nguyễn Thành Phong trưa ngày hôm nay 24 tháng 8. Thì tân chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đắc cử với 87 trên 89 đại biểu có mặt. Sau khi được chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ giới thiệu tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, việc miễn nhiệm ông Phong diễn ra trước đó với tỷ lệ là 100% đại biểu tán thành. Năm hôm trước, Bộ Chính trị có quyết định ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 điều động phân công giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương. Và thông tin tiếp theo là thành phố 8.400 tấn củ sắn và 310 tấn sò huyết cần hỗ trợ tiêu thụ. Thì trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thành Phú, ông Lê Văn Tiến cho biết hiện huyện Thành Phú có 8.400 tấn củ sắn đã đến thời điểm thu hoạch, tập trung tại hai xã Thạnh Hải và Thạnh Phong. Thì cụ thể xã Thạnh Phong có 60 hectare sắn, sản lượng là 400 tấn, xã Thạnh Hải có 269 hectare trồng sắn, sản lượng là 8.000 tấn. Thì giá bán dự kiến là 5-6.000 đồng 1 ký loại 1, 3.500 đồng 1 ký mua xô. Được biết, trong tuần qua, siêu thị Go Bến Tre đã hỗ trợ tiêu thụ 7 tấn củ sắn theo chuỗi hệ thống của siêu thị. Thì đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố cho biết là sản lượng sò huyết cũng đến thời điểm thu hoạch trong tháng 8, tháng 9. Thì khoảng là 310 tấn, xã Giao Thạnh là 160 tấn, xã Thạnh Phong là 120 tấn, xã Thạnh Hải là 30 tấn. Và thông tin tiếp theo, trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đăng tin xúc phạm lực lượng công an. Thì ngày 23 tháng 8, tức là ngày hôm qua, công an xã Tân Thanh trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đương sự NVH sinh năm 92, có hộ khẩu đăng ký thường trú tại ấp An Thuận, xã Tân Thanh, huyện Dòng Trôm, về hành vi đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ xúc phạm lực lượng công an xã Tân Thanh với số tiền là 7,5 triệu đồng. Thì cụ thể là ngày 4 tháng 8 năm 2021, công an xã Tân Thanh trong quá trình tuần tra, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phát hiện ông H ra đường không có lý do chính đáng. Công an xã đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt với số tiền là 2 triệu đồng. Do xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi trên không được nên ông H bức xúc về và đăng lên mạng xã hội Facebook với cá nhân của mình có nội dung bôi nhọ xúc phạm đến công an xã Tân Thanh và đối với cá nhân đồng chí trưởng công an xã Tân Thanh. Và thông tin tiếp theo là cũng tại Ba Tri phát hiện đối tượng tàn trữ chất nghi là ma túy. Thì trưa ngày hôm qua lúc 2 giờ 30 phút công an thị trấn Ba Tri tổ chức tuần tra phát hiện khu vực đường Phan Văn Trị khu phố 5 thị trấn, phát hiện đối tượng là NVV sinh năm 1985, ấp An Lợi, xã An Bình Tây đang tàn trữ 3 đoạn ống nhựa bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Thì đã ra quyết định tạm giữ đối tượng, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý. Và thông tin tiếp theo cũng tại Ba Tri là khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ. Thì ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ba Tri khởi tố bắt tạm giam để điều tra đối với là Trần Thanh Mến, sinh năm 94, có hộ khẩu thường trú tại ấp Thạnh Phú, xã Bảo Thạnh, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó là khoảng 8 giờ tối ngày 16 tháng 8, tổ tuần tra đảm bảo thực hiện chỉ thị số 16 xã Bảo Thạnh tổ chức kiểm tra khu vực ấp Thạnh Quý, xã Bảo Thạnh, phát hiện Trần Thanh Mến và Đặng Văn Hiếu, sinh năm 2004, có hộ khẩu thường trú tại ấp Thạnh Quý, xã Bảo Thạnh, đi trên cùng một xe mô tô có hành vi ra đường sau 6 giờ chiều trong trường hợp không cần thiết. Thì tổ công tác tiến hành mời làm việc. Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng nhà Mến. Thì tổ công tác vận động hai đối tượng chấp hành việc kiểm tra. Tuy nhiên, Mến vẫn không chấp hành, có lời lẽ xúc phạm tổ công tác. Sau đó, đối tượng chạy vào nhà và ném các vật dụng như là dao, thớt, ổ khóa vào lực lượng chức năng, đồng thời dùng roi điện, dao, thanh sắt để chống trả. Đến 9 giờ rưỡi cùng ngày, đối tượng Mến trong nhà chạy ra ngoài dùng thanh sắt dài khoảng 1 mét, xông vào đánh gây thương tích ở tay trái cho ông Nguyễn Văn Long, công an viên ấp Thạnh Lộc, xã Bảo Thạnh, rồi bỏ chạy vào đám dừa nước gần cống rạch nò thuộc ấp Thạnh Phú, xã Bảo Thạnh.
Thì qua kiểm tra hiện trường, tổ công tác thu giữ các tang vật như sau: một dao tự chế, một dao thái lan, một ổ khóa kim loại, một thớt gỗ và một mô tô. Và thông tin cuối cùng cho bản tin chiều tối ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre tính đến chiều ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8. Thì theo đó Bến Tre ghi nhận thêm 14 ca mắc Covid-19 mới. Thì 14 ca mắc Covid-19 mới bao gồm là ở ổ dịch công ty CB Đông Lạnh là 4 ca, ở huyện Châu Thành và Mỏ Cày Nam. Ổ dịch công ty CB Thức Ăn là 2 ca ở huyện Châu Thành. Thì Châu Thành 2 ca là ở Tân Thạch và Giao Long. 1 ca ở Giao Long là do test nhanh dương tính chưa được cách ly y tế, đây là ca cộng đồng. Thì giờ đó là 1 ca ở Long Thới. Thành Phú là 4 ca ở An Thuận. Thì ngoài tỉnh về là có 1 ca ở Phú Thịnh, Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long là tài xế chở hàng test nhanh tại cầu Rạch Miễu dương tính. Thì trong khu cách ly và phong tỏa là 12 ca, cộng đồng là 2 ca. Tổng cộng tính đến chiều ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8, Bến Tre có 1.608 ca mắc Covid-19. Thì hôm nay Bến Tre ghi nhận thêm 1 ca tử vong tại Mỏ Cày Nam. Thì Bến Tre đã có 37 ca tử vong. Thì hôm nay Bến Tre có thêm 26 ca đã ra viện. Và tổng số ca viện tính đến ngày hôm nay là 1.012 ca. Tính từ chiều hôm qua đến chiều ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8, Bến Tre có 25 ca mắc Covid-19 mới. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một lúc đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.